chia quần khiến người phụ nữ suýt bị đuổi khỏi đám cưới. Người phụ nữ 35 tuổi, Đài Loan, Trung Quốc, là đồng nghiệp của chú rể, cho biết trong số tiệc cưới từng tham dự, đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy, SME đưa tin. Vì tiệc cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, cô đã chuẩn bị khoản tiền mừng cưới là 6.600 đại tệ, tương đương 215 USD. Tới dự, cô mặc quần jean có thủng lỗ và áo phông trắng. Khi vừa ngồi xuống bàn tiệc, anh trai của cô dâu đã tiến đến chỗ của người phụ nữ và yêu cầu cô phải rời đi vì trang phục không phù hợp. Anh ta bảo tôi hãy tự rời đi một mình để anh ta không phải lôi tôi ra ngoài, người phụ nữ bày tỏ bức xúc trong bài đăng của mình. Khi đó, cô đáp lại, tôi là bạn của chú rể, còn anh là anh trai của cô dâu, tại sao anh lại làm như thế với tôi? Cuối cùng, chú rể và gia đình của anh đã đứng ra hòa giải và người phụ nữ được ở lại dự tiệc. Anh trai của cô dâu không chịu buông tha cho đến khi chú rể đứng ra can thiệp, cô kể thêm. Vị khách mời cho biết đã nghe thấy người anh trai và gia đình chú rể cãi nhau, nhưng cô không muốn dính vào. Cô dâu đến xin lỗi nhưng tôi không nghĩ đó là lỗi của cô ấy, người phụ nữ nói. Cô cho rằng mình đã ăn mặc lịch sự và không thua lỗ. Dân mạng đã lên tiếng bênh vực người phụ nữ. Ngay cả khi bạn ăn mặc không phù hợp, họ cũng không nên đuổi bạn ra ngoài, một tài khoản bình luận. Đáng ra bạn nên lấy lại tiền mừng và bước ra ngoài, một người khác bày tỏ. Đây không phải đám cưới đầu tiên ở Trung Quốc gây tranh cãi. Mới đây, một đám cưới vắng cả cô dâu lẫn chú rể đã khiến dân mạng xôn xao. Hôn lễ được tổ chức vào giữa tháng 4, 2023 ở tỉnh Hà Nam. Sau khi bố mẹ nhà gái đọc bài phát biểu cảm ơn những quan khách trong hội trường, đôi uyên ương vẫn không xuất hiện, ta video đưa tin. Dấu hiệu duy nhất thể hiện cả hai đã kết hôn là những bức ảnh được chụp trước lễ cưới và chiếu trên màn hình lớn trên sân khấu. Một vị khách cho biết cô dâu đang làm việc ở Bắc Kinh, không thể trở về quê dự tiệc vì mới được thăng tiến gần đây. Nhiều người không đồng tình với điều này bởi đất nước tỷ dân là nơi rất coi trọng văn hóa và phong tục cưới hỏi truyền thống. Bên dưới đoạn video, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu và chỉ trích hôn lễ.